Xin chào các bạn, xin mời các bạn hãy cùng Hóa học ABC tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến độ rượu. Ví dụ như, độ rượu là gì? Độ rượu và độ cồn có phải là một hay không? Muốn đo độ rượu tại nhà thì làm thế nào? Tại sao độ rượu hôm nay lại khác hôm qua, thậm chí nó còn cao hơn hôm qua? Có công thức nào để pha được rượu về đúng độ rượu mong muốn hay không? Hy vọng video sẽ có ích cho các bạn. Độ rượu là gì? Độ rượu là hàm lượng phần trăm về thể tích của ethanol nguyên chất trong dung dịch rượu. Hiểu một cách đơn giản, độ rượu là số ml ethanol có trong 100ml dung dịch rượu. Nếu trên chai rượu có ghi 40% hay 40 độ, ta có thể hiểu trong 100ml rượu có 40ml ethanol. Công thức tính: độ rượu bằng phần trăm thể tích ethanol bằng thể tích ethanol chia thể tích dung dịch rượu nhân với 100%. Độ rượu chuẩn được xác định ở 20 độ C. Ví dụ, tính độ rượu thu được sau khi trộn 35ml ethanol với 500ml nước. Thay vào công thức trên, ta được độ rượu bằng 35 nhân 100% chia tổng 35 và 500, ta được 6,5% hay 6,5 độ. Lưu ý, khi trộn ethanol với nước thì thể tích dung dịch thu được nhỏ hơn tổng thể tích một chút. Độ rượu và độ cồn có phải là một hay không? Tại Việt Nam, độ rượu với độ cồn là một. Ví dụ, trên chai rượu có ghi 29,5%, ta hiểu độ rượu bằng độ cồn bằng 29,5% hay 29,5 độ. Tại Mỹ và một số nước EU, độ rượu khác độ cồn. Độ rượu group có giá trị gấp đôi độ cồn, alcohol content, viết tắt là ALC. Ví dụ, trên chai rượu có ghi 40% ALC gạch chéo vol 80 group, ta hiểu độ cồn bằng 40% ALC, độ rượu bằng 80 proof. Vol là viết tắt của volume, nó có nghĩa là thể tích. Cách đo độ rượu bằng cồn kế. Các dụng cụ cần thiết: ống đong thủy tinh, có thể dùng ống đong loại khác. Cốc thủy tinh, nhiệt kế, cồn kế còn gọi là rượu kế hay tử kế. Việt Nam thường dùng thang đo gai lột sắc, độ rượu được tính theo phần trăm thể tích ethanol. Thang đo Cartier được sử dụng chủ yếu ở Pháp và một số khu vực khác có truyền thống sản xuất rượu lâu đời. Rượu nấu thủ công từ gạo. Đo nhiệt độ của rượu. Khoảng 28 độ C. Xác định nhiệt độ của rượu là bước rất quan trọng, vì nó là căn cứ để ta quy đổi sang độ rượu chuẩn ở 20 độ C. Cách đo 1, đo thấp. Cho lượng rượu hợp lý vào ống đong. Đợi cho bọt khí nổi lên hết. Dùng cồn kế để đo.
và đo theo thang Gay-Lussac. Thả cồn kế nhẹ nhàng vào ống đong. Xoay cồn kế để loại bọt khí bám trên thành. Đợi một lúc cho hệ thống ổn định. Đọc kết quả như hình sau. Đưa mắt ngang mặt lõm của dung dịch. Sóng đến thang đo để đọc chỉ số. Ghi kết quả kèm nhiệt độ 33%, 28 độ C hoặc 33 độ, 28 độ C. Cách đo 2, đo cao hay đo tràn. Cho rượu vào đầy ống đong. Và đừng tiếc một chút rượu tràn ra ngoài. Đọc kết quả như hình sau. Đưa mắt ngang mặt lồi của dung dịch. Sóng đến thang đo để đọc chỉ số. Ghi kết quả kèm nhiệt độ 33%, 28 độ C hoặc 33 độ, 28 độ C. Không biết các bạn thì sao, nhưng tôi lại thích cách đo thứ hai này hơn. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ rượu. Cồn y tế 90 độ vừa được lấy ra từ ngăn mát của tủ lạnh. Tôi sẽ đo độ cồn ở các nhiệt độ khác nhau để xem khi nhiệt độ tăng thì độ cồn tăng hay giảm. Nhân đây cũng kiểm chứng luôn độ cồn mà nhà sản xuất ghi trên bao bì có chính xác không. Xin lưu ý với các bạn rằng độ cồn hoặc độ rượu mà các nhà sản xuất ghi trên bao bì đều được xác định ở 20 độ C. Khoảng 17 độ C. Khoảng 89 độ, 20 phút sau. Khoảng 20 độ C. Khoảng 90 độ. Như vậy, con số ghi trên bao bì là chuẩn. 30 phút sau. Khoảng 91,5 độ.
khoảng 28 độ C. Lưu ý, do nước lạnh nặng hơn sẽ chìm xuống dưới, nên việc đo nhiệt độ như thế này không được chính xác lắm. Nhiệt độ dung dịch phía trên miệng ống đong và phía đáy ống đong có thể lệch nhau vài độ C. Vấn đề về độ chính xác không quan trọng, quan trọng hơn là chúng ta nhận thấy khi nhiệt độ tăng thì độ rượu cũng tăng. Tại sao nhiệt độ tăng thì độ rượu cũng tăng? Các chất đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Chất lỏng giãn nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Khi nhiệt độ tăng, sự giãn nở nhiệt của dung dịch rượu mạnh hơn của cồn kế. Do đó, khối lượng riêng của dung dịch rượu giảm nhanh hơn khối lượng riêng của cồn kế. Sự giảm bất cân đối của khối lượng riêng làm tỷ trọng của cồn kế tăng dần theo chiều tăng của nhiệt độ. Hệ quả, cồn kế chìm dần xuống và độ rượu sẽ tăng lên. Bài kiểm tra này đã giúp chúng ta giải đáp được một số vấn đề. Thứ nhất, đo độ rượu ở các thời điểm khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Thứ hai, uống rượu lạnh sẽ cảm thấy dịu hơn. Thứ ba, độ rượu mà các nhà sản xuất ghi trên các bao bì đều được xác định ở 20 độ C. Muốn biết loại rượu của bạn có nồng độ chuẩn ở 20 độ C là bao nhiêu, hãy tra cứu theo file tiêu chuẩn Việt Nam 8008-2009, tôi đã để nó dưới phần mô tả. Công thức tăng giảm độ rượu. Để tăng giảm độ rượu, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp đường chéo. Giả sử, chúng ta có hai loại rượu với nồng độ khác nhau. Rượu 1 x phần trăm, 2 x độ. Rượu 2 y phần trăm, 2 y độ. Với x lớn hơn y, muốn thu được một loại rượu mới có nồng độ A phần trăm, ta sẽ áp dụng phương pháp đường chéo sau. Rượu 1 x phần trăm, phía trên, rượu 2 y phần trăm, phía dưới, rượu mới, A phần trăm, ở giữa, cuối các mũi tên là hiệu các nồng độ. Kết quả thu được, thể tích rượu 1 chia thể tích rượu 2 bằng A trừ Y trên X trừ A. Để dễ nhớ, các bạn cứ lấy giá trị lớn hơn trừ giá trị nhỏ hơn. Lưu ý, nước được coi là rượu 0% hay 0 độ. Ví dụ 1, pha rượu 1 có nồng độ là 40%, với rượu 2 có nồng độ 10%, ta được rượu mới có nồng độ cần lấy là 30%. Lắp vào sơ đồ đường chéo. Kết quả thu được, thể tích rượu 1 chia thể tích rượu 2 bằng 2 chia 1. Như vậy, chỉ cần trộn 2 thể tích rượu 40% với 1 thể tích rượu 10% là được gần 3 thể tích rượu 30%. Ví dụ 2, trộn rượu 1 có nồng độ là 40% với nước có nồng độ 0%, ta được rượu mới có nồng độ cần lấy là 30%. Lắp vào sơ đồ đường chéo. Kết quả thu được, thể tích rượu 1 chia thể tích nước bằng 3 chia 1. Như vậy, ta chỉ cần trộn 3 thể tích rượu 40% với 1 thể tích nước là được gần 4 thể tích rượu 30%. Kiểm chứng, pha chế rượu mới 35%, từ rượu 57% và rượu 29%. Rượu 57 độ, đo ở 29 độ C. Rượu 29 độ, đo ở 29 độ C. Rượu mới cần lấy là 35 độ. Áp dụng sơ đồ đường chéo. Kết quả tỷ lệ thể tích rượu 57 độ chia rượu 29 độ bằng 3 chia 11. Tôi sẽ lấy 60ml rượu 57% trộn với 220ml rượu 29% theo đúng tỷ lệ đã tính toán. Bình tam giác. Cốc chia vạch. Lấy 60ml rượu 57%. Lấy 220ml rượu 29%. Nhiệt độ cao hơn 29 độ C một chút. Đợi nhiệt độ về 29 độ C.
nhiệt độ đã về 29 độ C. Gần 35 độ, hay 35%? Sai số không đáng kể. Như vậy, phương pháp đường chéo là đáng tin cậy. Thông qua các bài kiểm tra, hy vọng video đã giúp các bạn giải đáp được một số vấn đề liên quan đến độ rượu. Hãy luôn nhớ, uống rượu nhiều là không tốt cho sức khỏe.